Vào sáng nay, binh chủng công binh đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chính ủy binh chủng. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Cát đã bàn giao chức vụ chính ủy binh chủng công binh cho Đại tá Đinh Ngọc Tường để nghỉ hưu theo chế độ. Đại tá Đinh Ngọc Tường, Phó Chính ủy đã nhận quyết định bổ nhiệm chính ủy. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao đóng góp của Thiếu tướng Lê Xuân Cát trong quá trình công tác, đã có những cống hiến quan trọng đối với quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của binh chủng công binh. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ toàn binh chủng trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đã quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Quốc phòng, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ công binh, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước.